Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesarea thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con, các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Diễn tả đức tin qua cuộc sống. Trên hành trình lên Jerusalem, Đức Giêsu đã quay lại hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Và còn anh em bảo thầy là ai? Trong hành trình sống đức tin, qua các biến cố trong đời sống thường nhật, Đức Giêsu cũng không ngừng hỏi mỗi người chúng ta những câu hỏi như xưa người đã đặt ra cho các môn đệ. Những người xung quanh con, họ bảo thầy là ai? Phần con bảo thầy là ai? Đối với mỗi người chúng ta, những người nhận mình là Kitô hữu, nghĩa là những người mang lấy Đức Kitô trong mình, chúng ta bảo Ngài là ai? Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi? Ngài là ai trong lời nói, trong cách nghĩ, cách hành động của tôi? Mỗi người phải tự trả lời trước câu hỏi Đức Giêsu Kitô đặt ra cho mình. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta biết diễn tả đức tin tinh tuyền bằng một đức ái sống động, luôn nhạy bén cảm thông và quảng đại chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chung quanh chúng ta. Amen.